Tổ gỗ Sơn Hà xin kính chào quý khách. Và vâng, trước mắt của ta quàng đây là một bộ sofa Zito mẫu chân thuyền, mẫu gốc N liền, đã được cơ sở bên em làm trên nền chất liệu Lào gỗ hương đá của Nam Phi và làm theo một đơn đặt hàng của anh khách đến từ Hải Phòng. Và hôm nay cơ sở em đã dựng xong một phần mộc thô, thì trước khi cho vào hoàn thiện để bàn trao trả cho anh thì một kia ra để quay để gửi cho anh nghiệm thu phần mộc cũng như để giới thiệu quảng bá sản phẩm với tất cả quý hàng. Thì bộ sản phẩm này đặt theo kích thước không gian phòng khách nhà anh thì một chiều là 3m2 nhân là 1m8, sâu là 80, tức là từ đầu này đến kịch đầu trong kia là 3m2 và từ đầu này đấy, từ đầu này đến kịch trong kia là 1m8 các bác nhá, và chiều sâu là 80 phân. Chính giữa đang là một chiếc bàn to 80 nhân 1m60 và hai chiếc đôn ngồi vuông 40. Hàng của em thì cam kết với anh cũng như tất cả các quý rằng 100% là chất liệu gỗ hương đá trần xì lõi, không pha tạp các bác nhá. Và các bác có thể xem đây, gỗ thì đang được cơ sở em tuyển chọn cực kỳ đều màu và cũng như là sẽ lựa vân cho các bác. Đấy, rất chi đẹp luôn. Thì với mẫu sofa gốc là liền này thì nó sẽ tận dụng không gian phòng khách nhà mình. Đấy, dành cho những phòng khách có diện tích bé, nhỏ và cũng như là sẽ ngồi được nhiều người hơn. Đấy. 3m2 nhân 1m8 sâu 80. Hàng thì vẫn được làm theo độ dày là khung tranh mặt là dày 4 phân, ván mặt là dày 2 phân và ván hoàn toàn là ván liền nguyên một tấm hết các bác nhá. Liền nguyên một tấm dày là 2 phân. Đấy, rất là đều và đẹp luôn các bác ạ. Đấy, thì với như này thì mình có thể là hai người nằm ngủ cũng được các bác nhá, hai người nằm ngủ. Đấy. Đây, các bác có xem này, gỗ được tuyển chọn này, rất chi là đều và đẹp luôn. Đấy. Và khi bộ sản phẩm này của em trải qua những lớp lót, lớp mò, lớp bóng còn nổi vân còn đẹp nữa các bác nhá. Hay là các phần mặt táp ngăn kéo này cơ sở của em hoàn toàn là lựa vân hết. Đấy, ngăn kéo này rất chi đẹp luôn. Đấy. Và với mẫu chân thuyền này thì nó sẽ gọn hơn đùi gà. Đấy, bởi vì trong quá trình sử dụng mình có thể cho chổi và quét dọn cực kỳ tiện lợi các bác nhá. Và cũng như phần ngồi của mình nó sẽ được nhiều hơn so với hàng đùi gà các bác nhá. Đây là một ưu điểm của mẫu chân thuyền so với mẫu đùi gà các bác ạ. Đó cũng là lý do nhiều bác hay thắc mắc hỏi em là lên chọn đùi gà hay là chân thuyền. Và em cũng tư vấn rằng hãy nghĩ đến công năng sử dụng của nó, sử dụng của bác thì mình sẽ chọn cho mẫu chân phù hợp. Đấy, chính giữa đây là một chiếc bàn to này 80 x 1m6 ván liền tấm dày là 2 phân. Rất là đẹp luôn các bác nhá, cực kỳ giá trị luôn. Và bàn này là sẽ có một tấm kính đi kèm. Và bàn thì anh nghĩ khách yêu cầu cơ sở em làm bàn quay. Và nếu như các bác nào không thích bàn quay thì có thể yêu cầu cơ sở em làm bàn chân thuyền giống như ghế cũng được các nhá. Đây, đang làm là hai ngăn kéo này. Đấy, thì hiện tại phần mộc thô là hơi rít, các bác thông cảm giúp em nhá. Ván ngăn kéo cũng là gỗ hương đá 100%. Đấy. Và thay vì có một chiếc đôn ngồi to thì anh yêu cầu cơ sở em làm là hai chiếc đôn con vuông 40 các bác nhá, vuông 40. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy. Và với chiếc đôn này thì trong quá trình sử dụng mình có thể bê đi bê lại cực kỳ dễ dàng, để góc nào cũng được các bác nhá. Đấy. Cơ sở với em thì còn nhận làm hàng đặt theo yêu cầu, tùy theo kích thước, độ dày mỏng, chất liệu gỗ, số lượng món các bác đưa ra, cơ sở em đều có thể đáp ứng được hết. Và cơ sở với em thì có nhận giao hàng toàn quốc. Thì với bộ sản phẩm nhé của anh khách đến từ Hải Phòng thì đang có mức giá là riêng phần gỗ đi, em báo trước là riêng phần gỗ thì đang có mức giá là 41 triệu, 41 triệu hoàn thiện sơn bưu đầy đủ xong xuôi. Và nếu như muốn chơi thêm đệm da cờ leo Hàn Quốc dày 12 phân thì có mức giá là 44 triệu các bác nhá. 41 triệu cho phần gỗ các bác ạ. Và bác nào muốn sở hữu hay muốn đặt một bộ sản phẩm đẹp cho không gian một khách nhà mình thì alo em qua số này 058 474 43 hoặc kết nối Zalo. Và địa chỉ xưởng của em ngụ tại Salina, huyện Đông Anh, thành phố Lạng Sơn nhá. Cơ sở của em thì có nhận giao hàng toàn quốc cũng như hỗ trợ vận chuyển tận nhà. Và video clip của em đến đây rồi, em xin kết thúc video ở đây. Xin chào.